Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko đã được eShip.vn mua tại Yuma Shop, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York. Và kiện hàng này đã được vận chuyển đến văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là show tracking của kiện hàng. Show tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy show tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay đến từ Seiko nhé. Ở bên trong, đầu tiên chúng ta sẽ có một mã QR sản phẩm nè, với mã sản phẩm ngay bên trên luôn. Và chúng ta sẽ có một chiếc bóc hình chữ nhật đến từ Seiko, cùng với đó là các lớp giấy đệm gói phía dưới để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển. Và sau cùng là chúng ta sẽ có hóa đơn từ seller. Đây, dù mà shop nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Sticker quảng cáo nè, vân vân. Tạm thời mình sẽ để một bên, đi đến nhân vật chính của chúng ta. Để bên ngoài chiếc bóc chính chúng ta sẽ có lớp bìa giấy như thế này, màu trắng thôi, không có gì hết cả. Rồi, đầu tiên là mình sẽ giới thiệu sơ lại một chút xíu về thương hiệu Seiko cho những bạn nào chưa biết nhé. Thì Seiko Holding Corporation thường được gọi đơn giản với cái tên là Seiko. Đây là một cái nhà sản xuất đồng hồ đeo tay, thiết bị điện tử nè, chất bán dẫn, đồ trang sức và các sản phẩm hoàng học. Được thành lập vào năm 1881 thì Seiko được biết đến với việc giới thiệu một trong những chiếc đồng hồ đeo tay sử dụng pin đầu tiên trên thế giới, cũng như là chiếc đồng hồ pin đầu tiên trên thế giới có chức năng bấm giờ. Và Seiko cũng đã tích cực nâng cao giá trị thương hiệu của mình trong những năm gần đây. Và vào năm 2017 thì Grand Seiko, vốn là một cái thương hiệu con cao cấp của Seiko, đã được chuyển đổi thành một cái thương hiệu độc lập và bắt đầu vận hành mạng lưới phân phối và dịch vụ của riêng Grand Seiko, một thương hiệu cao cấp nhất của Seiko các bạn nhé. Và đó là những thông tin tổng quan nhất cũng như là ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nằm ngay bên trong hộp nhé. Đây, bên trong nhân vật chính của chúng ta sẽ được cố định ở phần trung tâm với một chiếc gối rất là lớn luôn. Trên gối chúng ta cũng sẽ thấy ngay tên thương hiệu Seiko. Phía dưới chúng ta sẽ có sách hướng dẫn nha. Đây, một cái lớp ni lông để cố định nè. Và nhân vật chính của chúng ta đây các bạn. Rất là ấn tượng luôn với một cây xếp dạng vuông như thế này. Kích thước cũng tương đối là lớn nè. Phần tác của sản phẩm cũng rất là tương đối là nhỏ gọn nha. Và mẫu sản phẩm trên tay mình đây sẽ có tên đầy đủ là Seiko Regrab Automatic Man Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới đến từ bộ sưu tập Regrab của Seiko. Và mã sản phẩm này sẽ là SNKN37, mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nhé. Trên tác thì chúng ta sẽ có thêm một số cái thông tin khác như là giá niêm yết mẫu sản phẩm là sẽ là 225 đô, khả năng kháng nước của mẫu này sẽ là 50m nè, sử dụng cỗ máy cơ khí automatic Hartless Rifle, chúng ta sẽ có mặt kính Hartless độc quyền của Seiko, Thrill Secro K-Pack có nghĩa là phần mặt đáy trong suốt có thể thấy được và bộ máy bên trong như thế này nha các bạn. Rồi, bộ máy thì chúng ta sẽ được sử dụng cỗ máy cơ khí có tên là Caliber 7S26, máy này do chính Seiko sản xuất luôn. Và chúng ta sẽ có mã UBC nè, và sau cùng là phía sau tắt chúng ta sẽ thấy ngay đây, tên thương hiệu Seiko và bộ sưu tập Regrab Series như các bạn có thể thấy. Rồi, đó là những thông tin chúng ta có trên tác ha. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây các bạn, rất là đẹp luôn, mới 100%, vẫn đang trong trạng thái vô cùng hoàn hảo nha. Và mẫu này sẽ có đường kính là 43.5mm, một đường kính khá là lớn, nó sẽ thích hợp với những bạn nam có cổ tay lớn khoảng tầm 18cm trở lên, lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày cho mẫu này sẽ là 11.37mm, một độ dày cũng tương đối trung bình dành cho nam và nó sẽ cực kỳ nổi bật trên các cổ tay của nam giới nha. Về mặt kính thì chúng ta sẽ được sử dụng kính Hartless, nó là một cái loại thủy tinh khoáng cường lực được phát triển độc quyền bởi Seiko, và Hartless thì còn được gọi là một loại thủy tinh borosilicate. Đây là loại thủy tinh phòng thí nghiệm được bổ sung thêm phụ gia nhằm tăng thêm cái độ cứng. Tuy có độ cứng không bằng sapphire nhưng mà với cái cấu trúc tinh thể bền vững hơn, nên nếu ở cùng một cái độ dày thì Hartless lại có khả năng chịu va đập tốt hơn rất là nhiều so với kính sapphire. Thì đó là cái ưu điểm của loại kính này nhé.
Rồi về phần mặt số bên trong, chúng ta sẽ có một mặt số với tông màu xanh lam rất là trẻ trung và hiện đại, cùng với đó là những cái thiết kế rất là ấn tượng đến từ Seiko, như là phần cọc số. Chúng ta sẽ thấy cái cọc số chẵn sẽ được đánh số Arabic với kích thước rất là lớn luôn, và các cọc còn lại sẽ là dạng cọc đơn. Bộ kim mà chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ 3 kim chức năng chính là giờ, phút, giây với thiết kế dạng thanh thẳng truyền thống. Tên thương hiệu vẫn được nằm ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Và dòng chữ Automatic vẫn sẽ xuất hiện ở góc 6 giờ như các bạn có thể thấy. Và để tăng thêm cái tính đa dụng cho sản phẩm thì Seiko có trang bị thêm cho mọi chúng ta một cái lịch day date, tức là lịch thứ và lịch ngày luôn nha các bạn, nằm ở góc 3 giờ truyền thống nè, với nền màu trắng và chữ số màu đen tương đối là dễ đọc. Kích thước ô cửa sổ này cũng tương đối là lớn các bạn nha, cho chúng ta cái khả năng đọc nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Về phần kim thì các bạn sẽ thấy chiếc kim của chúng ta di chuyển rất là mịn màng luôn. Đó, nó mang lại một cái trải nghiệm rất là thú vị nha. Và có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là cái phần này của chúng ta sẽ không lên cót được, có nghĩa là chúng ta sẽ không có chức năng lên cót tay, mà nó sẽ hoàn toàn tự động qua phần rotor ở bên dưới nha. Đó, nó sẽ trữ cót liên tục qua những cái chuyển động nhẹ nhàng của cổ tay. Và chúng ta tuyệt đối không cầm đồng hồ để lắc mạnh các bạn nha. Đây là một cái thao tác cấm mà hầu hết các thương hiệu đều sẽ có ghi trong sách hướng dẫn, nhưng mà rất ít ai để ý vấn đề này, thì mình cũng nhắc lên luôn vì mình thấy cũng có rất là nhiều bạn có thói quen là cầm đồng hồ để lắc mạnh nha. Điều đó nó sẽ không lên cót hiệu quả là thứ nhất. Thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái bộ máy, những cái linh kiện bên trong của máy nha. Nó rất là nhỏ, rất là nhạy cảm, cho nên những cái chấn động mạnh như vậy nó sẽ không chịu được. Rồi mình nhắc sơ một chút xíu vậy thôi. Còn bây giờ mình sẽ đi đến cái phần bên ngoài, đó là vật liệu hoàn thiện. Thì các bạn sẽ thấy hoàn toàn nè, nguyên một khung vỏ của chúng ta sẽ đều là thép không gỉ 316L. Đây là một cái loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, ngoài là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Ở bên cạnh đó, thép 316L cũng chống lại được một số đặc tính từ tính nữa. Đây là một cái khả năng rất là quan trọng đối với các mẫu đồng hồ sử dụng máy cơ khí như thế này. Vì nó tránh cho cái cỗ máy bên trong của chúng ta gặp hiện tượng nhiễm từ và ảnh hưởng đến độ chính xác. Điều này rất là quan trọng các bạn nhé. Chế tác đánh phay xước sẽ được sử dụng khá là nhiều trên phần khung vỏ. Như các bạn thấy, hai bên thân vỏ mặt trên chúng ta đều sẽ có là chế tác đánh phay xước. Nó mang lại cái nét nam tính mạnh mẽ và cứng cáp hơn rất là nhiều cho mẫu đồng hồ. Chế tác đánh móng sẽ được sử dụng ở một số vị trí như là phần lớp nè, các cạnh vác cạnh nè, những cái điểm vác cạnh chúng ta sẽ có các đường chỉ đánh bóng như thế này, tạo nên cái nét bóng bẩy hơn, cũng như là cái hiệu ứng mắt sáng rất là đẹp mắt khi các bạn di chuyển cổ tay nhẹ nhàng ở các góc nhìn khác nhau. Đó, như các bạn có thể thấy nè, rất là đẹp luôn. Một cái thiết kế vô cùng tinh tế nha. Phần núm bằng chính thì cũng được thiết kế tương đối là hài hòa trên sa mặt ngoài cỡ như thế này. Mặt núm mà chúng ta vẫn sẽ có chế tác đánh bóng, và ở trên đây thì mình không thấy có biểu tượng logo gì của Seiko ha. Rồi, điểm nhấn tiếp theo trên sản phẩm đó chính là về phần dây đeo. Ở đây chúng ta sẽ được trang bị dây đeo da rất là trẻ trung, thanh lịch, và các mẫu dây da thì thường khá là nhẹ nhàng, da chắc, nó cũng tạo nên cái độ ấm cũng như là cảm giác ôm tay hơn cho người đeo. Tuy nhiên thì dây da lại dễ bị ảnh hưởng do thời tiết cũng như là mồ hôi tay của người đeo, làm mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu, cho nên là việc vệ sinh cũng như là giữ gìn phần dây đeo da này cần tỉ mỉ hơn khá là nhiều so với các loại vật liệu khác nha các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ có một dây đeo da màu nâu với các vân da rất là cổ điển, bạn có thể thấy nè, đây rất là đẹp luôn. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa tiêu chuẩn của Seiko, là khóa gài. Trên mặt khóa chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu được khắc chìm rất là sắc nét. Phía sau dây chúng ta sẽ thấy nè, tên thương hiệu Seiko bên China, có nghĩa là phần dây đeo này chúng ta sẽ được hoàn thiện tại Trung Quốc nha. Cáp nè, hoàn thiện thủ công đây, và mã dây ở đây. Thì theo mình thấy thì thiết kế dây đeo này của Seiko ở mẫu này cũng rất là dày luôn các bạn, đây cực kỳ dày luôn ở cả hai bên nhé. Về thiết kế mặt đáy, chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế đáy lộ máy rất là quen thuộc ở các mẫu sử dụng máy cơ khí như thế này rồi. Ở bên trong chúng ta sẽ được trang bị cỗ máy có tên là Caliber 7S26 do chính Seiko sản xuất, và nó cho thời gian trữ cót là 41 giờ nhé. Kháng nước ở mẫu này sẽ là 50m, đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Tuy nhiên thì trong trường hợp tiếp xúc với nước thì lát nữa mình sẽ nhắc kỹ hơn. Đây, tên thương hiệu Seiko này cũng được thể hiện phía dưới này. Khả năng kháng nước 5 ATM này các bạn, nó là 50m là stainless steel, là vật liệu thép không gỉ ha. Đây, Movement Malaysia, được sản xuất tại Malaysia. Trên phần rotor chúng ta sẽ thấy là tên Malaysia 21G12, tức là 21 chân kính nhé. Và đó chúng ta sẽ thấy tên của tập đoàn Seiko Time Corporation, và tên bộ máy luôn 7S26 sẽ được khắc ngay trên phần rotor. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên dưới mặt đáy này. Rồi, nhắc một chút xíu về khả năng kháng nước của đồng hồ thì các bạn lưu ý giúp mình. Sẽ có hai cái trường hợp thường xuyên xảy ra nhất dẫn đến việc đồng hồ chúng ta bị vào nước, mà chủ yếu là do thói quen sử dụng sai cách của chúng ta. Đó là thứ nhất, khi đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước rồi
nó đã ướt rồi thì khi đó tuyệt đối chúng ta không thao tác bất kỳ điều gì với phần núm vặn chính nha. Chúng ta sẽ không vặn núm hay là kéo núm để điều chỉnh thời gian. Đó là cái rất là quan trọng nha, các bạn lưu ý kỹ. Vì nước khi mà nó đã tiếp xúc với đồng hồ thì nước nó sẽ đọng ở kẽ núm nè và các bạn không kiểm soát được. Và khi các bạn kéo núm hoặc là vặn núm thì nước nó sẽ theo cốt ti đi vào trong máy. Đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay thì tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nước nó xối thẳng vào trong cái phần núm vặn này, rất là nguy hiểm. Áp suất nước lúc đó sẽ rất là lớn, lớn hơn cái miếng hàn cao su chịu thể có thể chịu được nước bên trong, và với áp suất mạnh như vậy thì nước nó sẽ bị đẩy thẳng vào bên trong máy gây hư hỏng. Chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước của các mẫu đồng hồ như thế này thì thường rất là cao, nên các bạn lưu ý kỹ để thứ nhất là chúng ta đảm bảo được cái sự bền bỉ, độ tin cậy đến từ cỗ máy bên trong. Thứ hai là chúng ta tiết kiệm chi phí cho chính bản thân mình, cái điều đó mới là quan trọng nhất nha. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Thì qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, trong trạng thái vô cùng hoàn hảo, không hề có dấu hiệu cấn, móp hay là trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, mặt kính cũng như là dây đeo, tất cả các chi tiết trong trạng thái vô cùng hoàn hảo luôn, mới 100%. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất và những cái chia sẻ chi tiết nhất của Xship.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Seiko nói chung cũng như là mẫu Seiko Rewrap dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại Xship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng nè, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến Xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại Xship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.